Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình góp nhận 0.5 token CEFI khoảng 30 đô các bạn. Token này sẽ list lên sàn Uniswap và sẽ phân phối vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Đây là mình lấy nguồn trên nguồn góp 6 các bạn. Nên các bạn tâm mà làm các bạn. Để tham gia chương trình góp này các bạn click phần link mô tả mở Telegram và bấm nút start chat bot các bạn. Rồi các bạn bấm continue các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh trailer nha các bạn. Rồi, mở máy đáp lại nha các bạn. Các bạn join tiếp kênh trailer nha các bạn. Rồi, mở máy đáp lại. Nhiệm vụ thứ hai các bạn follow và từ request sẽ inbox nha các bạn. Nhiệm vụ thứ ba thì nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ thứ ba các bạn theo dõi này các bạn. Các bạn like và tới quýt này các bạn. Các bạn test lại nha các bạn. Các bạn đáp lại nha. Rồi các bạn hai kênh group đó nè. Rồi đây đã mình join rồi, bắt đầu thì các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi bấm don. Đây mình đã join rồi, các bạn bấm don các bạn. Rồi bấm don tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn điền là username tại Twitter của mình nha các bạn. Cầm MMO. Ngọc Anh. Rồi. Rồi các bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ EC20 bên dưới chocolate master wallet. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Giờ ở đây mình ra video gì quá trời kẹo scam mà các bạn ơi, nên mình cũng lo tìm hiểu những dáng nào ngon kiếm được tiền cho mình làm cho tất cả anh em nha các anh em. Rồi tất cả anh em copy địa chỉ ETH của mình nè. Các bạn sao chép nè. Đây thì thấy nó nằm trên nguồn gấp 6 các đầu vi tính là mình làm cái video này các bạn. Rồi bạn dán vào. Rồi các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token các bạn. Một lượt ghép nhận 0.05 token GFI các bạn. Vậy video này đang kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.